Tử vi tuổi Giáp Tý 1984 tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 hay còn gọi là Ốc Đính Chi Thử, chuột trên nóc nhà, ngũ hành nạp âm thuộc kim. Theo đó, đây là con chuột của sự trái ngược. Tuổi Giáp Tý học rất giỏi, kiến thức rất nhiều nhưng lại không thành công bằng con đường học vấn. Thuở thiếu thời, họ hay gặp tai ương, cha mẹ phải nuôi dưỡng nhiều, mệnh tiềm ẩn số phải làm con nuôi người khác. Họ thường rất thông minh, lanh lợi, cuộc sống từ trung niên trở đi thì nhiều thành công ngoài mong đợi. Đại diện cho Giáp Tý là hình tượng của chuột trên nóc nhà, tức là anh chị của Giáp Tý ẩn chứa số mệnh dễ dàng no đủ. Đại diện cho Giáp Tý là hình tượng của chuột trên nóc nhà, tức là gia chủ tuổi Giáp Tý ẩn chứa số mệnh dễ dàng no đủ, giàu sang. Tuy nhiên, sự phải trốn chui, trốn lủi của chuột nhà cũng hay ứng vào mệnh này. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Giáp Tý trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Giáp Tý sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Giáp Tý trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Những người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, mệnh hải trung kim, theo quan niệm truyền thống được đánh giá là cần cù, ham học hỏi, tính tình nóng nảy, thời thơ bé gặp nhiều gian nan, là người hiếu thuận. Nam giới được nhờ vợ, nữ giới được nhờ chồng. Quan điểm hiện đại cho rằng người nhóm này luôn theo đuổi sự hoàn hảo. Họ có tài ăn nói, thuộc phái hành động, tích cực sôi nổi. Cái tôi của họ khá lớn, là người có chính kiến, cũng rất nhạy cảm với thế giới bên ngoài. Là người giàu cảm xúc, lại giỏi ăn nói, họ rất có khả năng thuyết phục người khác. Tính cách hướng nội sẽ khiến người khác chỉ có ấn tượng về sự vui vẻ lạc quan, hoàn toàn không nhìn thấy tính nóng nảy hay đố kỵ của họ. Người tuổi Giáp Tý có tính sở hữu cao, chỉ cần là thứ họ muốn thì dù phải trả giá thế nào cũng nhất định phải có bằng được. Tính cách cố chấp với những điều bản thân cho là đúng thì sẽ kiên trì đến cùng, quyết không dao động bởi ý kiến của người khác. Đại diện cho Giáp Tý là hình tượng của chuột trên nóc nhà, tức là bản mệnh của họ ẩn chứa số mệnh dễ dàng no đủ, giàu sang. Tuy nhiên, sự trốn chui trốn lủi cũng sẽ ứng vào mệnh này, trừ một số ít Giáp Tý không bị ảnh hưởng. Còn đa phần, gia chủ tuổi Giáp Tý sẽ hay dây vào những chuyện danh bất chính, ngôn bất thuận. Cả cuộc sống trong gia đình, từ đời bố mẹ, lẫn cuộc sống cá nhân của bản thân sau này, đây có thể coi là điểm trừ trong bản mệnh của gia chủ Giáp Tý. Giáp Dương Mộc gặp Ất Âm Mộc nên được gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với gia chủ tuổi Giáp Tý trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình. Tháng này, vận trình của gia chủ tuổi Giáp Tý không được tốt trên mọi khía cạnh. Công việc của bản mệnh đang dần có dấu hiệu sa sút. Theo đó là sự hao tổn về tài lộc. Gia chủ cần vững vàng hơn trên con đường mình đã lựa chọn. Năm nay bản mệnh sẽ rất vất vả để kiếm tiền, tuy nhiên có qua lửa mới biết vàng tốt, chỉ cần gia chủ cố gắng thì không gì là không thể. Tháng này cũng cần chú ý đến sức khỏe và các mối quan hệ ở xung quanh mình. Đặc biệt trong năm 2021, thái tuế là Sửu,
để cho vận trình sự nghiệp và gia đạo được hành thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình một kim bài thái tuế, nghênh đón thái tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Giáp Tý trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Qua tháng 6 năm 2021, công việc của gia chủ bắt đầu sa sút, bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc, nhưng không được như ý. Tình hình trước mắt biến động liên tục khiến cho bản mệnh trở tay không kịp, có nhiều vấn đề chưa kịp giải quyết thì đã phát sinh nghiêm trọng hơn, sẽ gây ra sự cố bất ngờ. Gia chủ còn gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đối thủ, cạm bẫy khắp nơi nơi, khiến cho gia chủ tuổi Giáp Tý đôi khi chán nản, chỉ muốn buông xuôi. Công danh sự nghiệp bị cản trở, suy nghĩ tiêu cực, bi quan sẽ khiến cho gia chủ tuổi Giáp Tý sẽ đánh mất đi quyết tâm của mình, có thêm một bước vấp ngã là chẳng thể đứng dậy được. Cần tự sức dậy tinh thần cho mình trước khi quá muộn. Sự tính toán, nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh. Gia chủ tuổi Giáp Tý nên chú ý để hài hòa hơn trong các mối quan hệ. Có như vậy, cuộc sống của gia chủ mới dễ thở, mới đón thêm được nhiều điều may mắn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với gia chủ, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Trong tháng 6 âm lịch, gia chủ tuổi Giáp Tý sẽ dễ gặp những khó khăn trong chuyện kiếm tiền. Tiểu nhân vận vượng, bản mệnh có thể sẽ bị những kẻ xấu bụng bày mưu tính kế hãm hại, tiền bạc tổn hao, nhất là chuyện kinh doanh bất thuận, lợi nhuận sụt giảm nhanh chóng. Xét về tài vận, tháng 6 âm lịch, gia chủ tuổi Giáp Tý khó mà có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà công việc của bản mệnh đang khá bấp bênh, chưa tìm được điểm đột phá, anh chị có khi đang trên đà tiến bước, sắp được nhận thành quả do công sức mình bỏ ra thì lại bị nẫm tay trên. Nhưng các mối quan hệ xã giao ở thời điểm hiện tại không được tốt nên chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận chứ chẳng thể kêu ai. Tiền bạc kiếm được trong tháng ít ỏi, thường phải giành giật, bon chen vất vả mới thu được tiền về tay. Vì thế mà bản mệnh nên học cách tiết kiệm, chớ chi tiêu hoang phí quá mức. Đặc biệt, để kích hoạt vận tài lộc trong thời điểm này, gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho gia chủ. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Gia chủ cần phải tâm sự, chia sẻ, nói rõ nỗi khổ tâm, khó khăn của mình với đối phương để tránh những giận hờn, những hiểu lầm không đáng có, làm ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Tháng 6 âm lịch là lúc mà gia chủ tuổi Giáp Tý sẽ không có nhiều thời gian dành cho tình yêu. Sự nghiệp trải qua biến động khá lớn nên gia chủ phải dồn thời gian và tâm sức để giải quyết. Gia chủ mải mê với chuyện công danh sự nghiệp cùng những thú vui của riêng mình mà quên hết mọi chuyện xung quanh. Mọi người có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình khi mà sự vô tâm sẽ dần xâm chiếm cuộc sống của gia chủ. Chính vì vậy, để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Giáp Tý hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo hoặc vòng tam hợp quý nhân, Thân,
Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ Thiên, Địa, Nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những gia chủ tuổi Giáp Tý còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho rằng có thêm một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu gia chủ tuổi Giáp Tý không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, gia chủ không được làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn, bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, gia chủ cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Gia chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng khí tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy gia cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 6 âm lịch để gia chủ tuổi Giáp Tý có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, tức ngày mùng 10 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi nạp âm xa trung kim, tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão, hợi thành mộc cục, xung sử, hình sử, hại tí, và tuất, tuyệt sử. Đối với những người tuổi Giáp Tý trong tháng 6 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch 12 tháng 6, từ ngày 21 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là canh ngọ. Thứ hai, ngày âm lịch 24 tháng 6, từ ngày 2 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là nhâm ngọ. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ tuổi Giáp Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón được tài lộc, nhận được nhiều may mắn và thành công trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để anh chị tuổi Giáp Tý tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Hoặc có thể tiến hành những yếu tố vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 7 tháng 6, tức ngày 16 tháng 7 dương lịch, nạp giáp Ất Sửu, nạp âm Hải Trung Kim. Thứ hai, ngày âm lịch 19 tháng 6, tức ngày 28 tháng 7 dương lịch, nạp giáp Đinh Sửu, nạp âm Giản Hạ Thủy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ rõ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Giáp Tý trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hòa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt, phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn, từ đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh nhất. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.